Ai? Ai? Trời ơi, được ai? Trời ơi. Hi. Oh, what's your name? My name Justin. Oh, you biết nói tiếng Việt không? Chào mừng một cô bác đến với kênh của Tấn nha. Thì hôm nay Tấn mời một con bác theo chân của Tấn xem mấy anh em chở rơm. Mấy anh em đang lấy đó kìa, cái dốc này cũng trời ơi rất lỡ lắm nha. Bà con nào chưa đăng ký thì nhớ bấm đăng ký kênh, ủng hộ cho Tấn để xem được những cái video mà hài hước, vui nhộn, hấp dẫn của anh em ha. Rồi, không bắt chớn nè, không có chớn nè, bước lên nổi không nha. Ê, ok. Bóng luôn YouTube á. Tên Khải nè. Hi. What's your name? My name Justin. Oh, you biết nói tiếng Việt không? Oh. Quá rồi, từ từ ra thôi. Cầm ra từ tới lên bò lên từ nó thấy không? Thì mà chỉ ngoài chạy cũng vậy. Đây đây. Lên. Không biết đo hỗ trợ. Ủa, dốc gì khô ta lên nhà hiều luôn. Không quắc người ta không có chớn luôn ta lên được. Búa cắm rồi anh em. Bay ngang cái đường mương. Trọng đánh chờ luôn rồi. Đó, xuống lũng luôn. Đúng. Cái này mà nãy bay được, quay được chắc nhìn nó thất cười lắm ta. Ừ. Nó bên đầu nó vậy luôn nè. Ờ. Xuống cái bánh xe sau lúng vậy luôn. Đấy đúng. Vậy mà qua cái lỗ luôn trời. Qua vai vào tới đây luôn. Ôi. Rồi. Tao tưởng đâu cũng ngon như mày, tao không ở đây quay chạy vô. Nó vịnh rồi đó. Tiếp tục. Đỡ đi nha, hồi lên luôn ha, lên luôn. Lên luôn hả? Quay cho con trời. Rồi, anh búa cầm đồ lên dốc mà con ha. Dốc mới không biết sao, tình hình sao đây. Ok. Quá ok. Có cái anh xe lôi, ảnh lôi đã cỡ 10 hơn 10 cục gì đó, để xem tình hình cái lên dốc này như thế nào nha. Dốc này xa lắm, đang chạy lên rồi kìa, để xem tình hình như thế nào đây. Rồi. Rồi lên. Lên, bắt đầu luôn coi. Ê. Lên, ê. Bắt đầu luôn trận, nghe không? Xe bắt đầu luôn. Hơi lúng mà con ha, hơi lúng. Anh Khải lên dốc. Ê quá. Phải chớn mạnh tí xíu kìa mới lên nổi. Vậy chứ mày chạy lên em ru nè coi nè. Dựng xe đẩy đó. Quát lên đường nào nữa đây. Chạy luôn kìa. Quát chạy luôn kìa. Chạy luôn kìa. Trường ơi cái lưng mày Trường ơi. Ai ai trời. Dữ không, giật giật đầu ghê không. Ê trời trời. Ai mà tính trọng xuống lên lợi hay gì? Cùng quá.
Ê mày bộ mày cũng sợ té nè hả trời, mày mà té vậy ông quắc lên được mày là sợ hả? Ồ ông quắc người ta là lên thì ngon rồi, mày ok liền. Nó già độ lắm, đây trên đường lên các bạn ha. Nó già độ lắm. Anh Trường nhỏ lên dốc. Anh quắc chạy theo luôn. Ok. Anh quắc lên luôn bà con ha. Ok, ai. Đến Khải bà con ha. Xe anh Khải hết trớn rồi. Rồi xong phim. What your name? My name Justin. Oh, you biết nói tiếng Việt không? Ok. Rồi, để lên. Xuống dốc đó chạy ngược lên đây. Rồi, không quay lại được. Ai, mà lên. Nặng lắm mà con ha. Mà lên. Ai. Anh xe lôi đó, anh tin tin không phải nè. Dẫn nghe. Rồi đó. Xuống qua đây không vậy? Hey. Xuống luôn. Ê. Ê. Xuống lại giống này lại lại. Bên này kiểu cứng hơn nè. Đây cũng bên nữa à. cái cây gắn quay phim hơi gãy luôn rồi. Rồi làm lại. Bắt chớn luôn kìa. Chặn xe lại. Ê rồi đây. Đó được rồi. Để lên hả? Mày quay lại mày chạy thử xe không có Trường? Đấy coi. Cho Trường chạy thử xe không lên coi. Hồi nãy ông mới nói câu gì á? Ông mới nói câu gì á? Mang anh này mệt lắm anh em hả? Cái bụng phải. Tới này nè anh đặt tới chút trong lên. Chạy kiểu đó sao lên? Lên. Nhâm nhớ buồn buồn cho ông lặt luôn ăn. À. Chạy. Anh xe lôi vẫn lên kìa. Chạy. Ấy dạ, lên. Trời ơi, giống như con trâu già mà mày này không? Trời, luôn.
Ngồi mình ốc chắc lên thấy cười lắm ta. Rồi anh em đang cắt rơm qua hai ba bậc thôi bà con ha. Trước tiên phải qua đường mương này rồi mới ra ngoài cái dốc trắng trắng rồi đó, đó lên ngoài đó cái nữa đắt hơi lúng không biết trường ai 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 lên luôn rồi kìa, lên luôn rồi kìa. Anh Khải với quắc mắc lại ngoài luôn rồi. Đẩy ra kìa. Đó là xe anh quắc đó. Ok. À. Rồi nào lên dốc này nè.